Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Top Game Online. Thì mình là Remai. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn tựa game Betrayal.io. Thì tựa game này được thiết kế theo phong cách trốn tìm của Among Us vừa mới ra mắt cách đây thôi. Thì con game này là của nhà phát triển Endgame Interactive vừa đã cho ra mắt một tựa game này luôn. Thì hiện tại là mình đang ở trong cái phòng chờ, kiểu như là lúc mà mình mới đăng nhập vào ấy, thì mình sẽ là ở trong một cái phòng của mình. Mình chưa có bắt đầu đi vào trong game và mình cũng chưa có tìm game. Thì đây là một cái tủ đồ nè. Các bạn có thể lựa chọn avatar theo ý của mình. Nhưng mà để mình coi. Các bạn có thể lựa chọn avatar theo ý của mình. Ở đây. Đúng ta. Rồi đây các bạn. Bạn nhấm vào đây. Cái tủ đồ ở đây. Thì hiện tại là mình có thể lựa chọn giới tính nè. Màu da nè. Rồi tóc nè. Mũ. Kính các kiểu. Giày dép. Rồi hình như các bạn chơi lên level nó sẽ được mở thêm những cái đồ mới cho các bạn đó. Thì ở đây là mình đang lựa chọn kính của mình như thế này. Màu sắc của kính nữa nha, màu sắc của những cái vật dụng các bạn xài nữa nha. Đó, mình đã lựa chọn là tóc của mình này, như thế này. Đó, quần áo này nọ thì mình đã lựa chọn rồi. Thì bây giờ ấy, bất kỳ các bạn có thể lựa chọn theo ý thích của các bạn luôn. Và các bạn có thể gọi là tùy chỉnh làm sao cho nó hợp lý nhất. Còn bây giờ ấy, tại vì cái game này là nó khá là hay ở chỗ là đây là giao diện i.io nên là các bạn có thể chơi ở trên trình duyệt web cũng như là chơi ở trên máy tính luôn và hoàn toàn miễn phí nha. Các bạn có thể chơi cùng bạn bè các bạn bằng cách này bấm vào đây và các bạn có thể tạo một cái phòng private, kiểu như là một cái phòng mà chỉ có các bạn biết thôi và chỉ có thể những cái người có link mới vào chơi được thôi. Thì đây là một cái phòng private. Các bạn chỉ cần copy cái link ở đây nè, các bạn gửi cho bạn các bạn rồi các bạn của các bạn có thể join vào được. Và cái tựa game này ấy nó khá là giống Among Us tới 99% luôn. Tại vì những bạn nào mà chơi Among Us rồi á thì các bạn có thể gọi là các bạn có thể tự gọi là tìm hiểu được là cái cách chơi của cái này. Tại vì nó chỉ có thay đổi một chút xíu thôi, nó chỉ thêm thắt một chút xíu thôi, nó không có quá nhiều. Và cái thể loại hỗ trợ đa nền tảng này nó cũng khá là tiện cho những bạn nào mà không có thời gian tải game ở trên Steam. Là Among Us các bạn, những bạn mà chơi trên Steam nó khác nữa và nó cũng không tốn tiền luôn. Và bây giờ mình sẽ tham gia thử vào một trò chơi nha. Đây, play online, tại vì hiện tại mình đang không có mời bạn bè. Thì ở đây có 9 người. Và trong game này là có 2 map. Một map là map ngôi nhà kinh dị và một map còn lại là map kiểu như map không gian ấy. Map ngoài không gian thì nó khác. Bây giờ mình sẽ chơi thử nha. Và trong cái game này á, thì nó sẽ có một cái cốt truyện á, là các bạn sẽ đóng vai là một nhóm diễn viên và các bạn đang gọi là ở trong cái đoàn phim này nè. Nhưng mà ở trong cái đoàn phim này là có một kẻ phản bội, thì cái kẻ phản bội này sẽ đi giết hết tất cả mọi người ở trong này luôn. Thì kịch bản rất là giống Among Us và các bạn chỉ cần chơi y chang như vậy thôi. Và các bạn cũng phải làm task, phải hoàn thành tất cả các task ở đây để có thể gọi là chiến thắng cái game này. Và ở đây có rất nhiều task nè. Task thì các bạn có thể tự điều chỉnh y chang như Among Us, có thể tự điều chỉnh ở trong cái lobby luôn rồi đó. Và bây giờ thì ở trong này chắc là sẽ hai imposter, ý là hai betrayer. Đọc là betrayer đi, trong game là betrayer. Đó, bây giờ các bạn đã bị gọi là tắt đèn rồi, tắt đèn, vẫn bị tắt đèn. Và bên khi mà các bạn làm betrayer thì có khá là nhiều cái kiểu khá là nhiều cái task mà các bạn phải làm. Ý là không phải bên betrayer, các bạn sẽ khá là nhiều cái sabotage, cái mà các bạn phá được roommate đó. Ngoài reactor ra, ngoài oxygen với lại đèn ra, các bạn còn có tầm 2 cái nữa. Thì cái đó thì tùy vào những bạn nào muốn sử dụng ha. Và đây là những cái task của mình nè. Đây là ánh sáng mặt trời à, phải giữ để cho sạc năng lượng mặt trời. Thì những cái, các bạn có thể nhìn thấy là cái giao diện trong này nó khá là đẹp, khá là rõ. Và nó có cái gì đó khá là hiện đại so với lại Among Us. Và cái map này cũng là khá quen nha. Cái map này nhìn quen lắm. Các bạn có thể nhìn thấy cái map này giống một cái map ở trong Among Us luôn. Một cái map ngoài không gian giống như vậy luôn. Cũng khá là giống trong vậy. À, ngoài ra thì trong game này các bạn có thể kích hoạt cảm xúc nè. Các bạn có thể vẫy tay, các bạn có thể làm những cái hành động như múa may, quay cuồng, các kiểu nhảy nhót. Đó. Thì cái này thì nó kiểu như là những cái tính năng bổ sung thôi, cũng không quá cần thiết. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu di chuyển ha. Tại vì map ở trong này khá là rộng. Map khá là rộng và các bạn phải di chuyển liên tục. Và vừa nãy mình vừa mới thấy kiểu như bị sabotage một cái gì đó. Cái này nó làm cho mình bị sabotage và nó làm cho mình bị chậm lại á. Này bây giờ phải sửa cái này thì nó mới nhanh lên được. Kiểu như là mình sửa cái dây này thì mình mới nhanh lên được.
mà cái ở trong này mà chậm thì nó sẽ không thể nào đi hết được nguyên cái map đây. Mình sửa cái này là mình sẽ chạy nhanh lên lại đó. Thì đó là một số task ở trong game này. Ngoài ra thì em mình ồ mình bị reactor rồi, phải sửa cái reactor này, tại vì nếu các bạn không sửa cái reactor này sẽ có một cái UFO tới và gấp một con roommate đi đó. Nhét chìa khóa vô, nhét chìa khóa vô, cái này lên. Ok, sửa được rồi. Nhét chìa khóa vô rồi bật hai cái công tắc lên. Mà sabotage trong này kiểu như là chạy khá là nhanh nha, nên là nhiều khi cũng không mấy được. Cái này làm sao ta? Mình vừa mới bị giết rồi, mình mới bị giết. Hơi xui. Ôi, cái này là bắn, phải bắn được cái này, mà cái này nhanh quá. Cái này phải bắn nhanh, hơi lắc. Thì bắn cái này tới 200 điểm lận hả? Ok, hoàn thành xong rồi, mình chết rồi, mình nằm ở đây nè. Thì đó, bây giờ mình sẽ hóa thành hồn ma vì mình sẽ đi làm tiếp những cái task khác. Đó, các bạn đã thấy. Ở đây là giống như cái admin vậy. Betrayer giết hết rồi hả? Tụi mình vừa mới bị Betrayer giết hết rồi. Bây giờ có thể đổi map được không ta? Bây giờ mình sẽ đổi map cho các bạn. Mình sẽ tìm một cái map mới. Mình sẽ tìm cái map mà map nhà kinh dị cho những bạn nào chưa biết. Vẫn là basic. Đây là map nhà kinh dị. Thì mong là game này mình sẽ được Betrayer để mình có thể đi giết người và cho các bạn thấy được là những điều thú vị của khi là một Betrayer. Đây. Nói chơi là lối chơi của cái game này á, thì nó rất là đơn giản và nó cũng vẫn khá là giống mà Among Us, nên là những bạn nào mà chơi Among Us rồi thì không cần phải lo là không không quen nha. Mình vẫn là roommate nhưng mà ôi sao lại có hai mình vậy nè, nó bị lắc hả? Ba mình luôn kìa, lắc rồi. Nói chung là chắc bị lắc rồi đó. Và bây giờ mình sẽ đi một vòng nè. Ở trong này là đây là ngôi nhà kinh dị và cái map này nó sẽ khác biệt. Bị lắc rồi. Đó là map nhà kinh dị mà nó sẽ khá khác so với lại cái map spaceship kia. Kiểu như ngay cả những cái sabotage cũng như là những cái nhiệm vụ ấy nó cũng sẽ làm cho cái nhiệm vụ nó khác đi, cái phong cách nó khác đi. Giống như cái map hồi nãy nó sẽ làm theo dạng ma quái một xíu, theo dạng gọi là phù thủy một xíu. Nãy giờ vẫn hơi xui, vẫn chưa kiếm được ra một trận nào có Betrayer luôn. Ok, bây giờ mình sẽ làm thử một vài cái task ở đây nha. Đây là một cái task ở trong game để deliver, kiểu như là để đưa con gấu lên tầng 2 đó. Rồi mình sẽ phải chạy lên trên. Thì ở đây cái map này là có hai tầng lận, map rất là bự nên là các bạn có thể gọi là cái này là mình đang sửa đèn nè, hồi nãy mình vừa mới bị phá đèn ấy. Thôi bây giờ làm nốt test đi ha, cho các bạn thấy được tầng trên ở đây. Thì đây là tầng trên và cái căn bản là cái này ấy, nó sẽ làm theo phong cách theo hơi ma quái.
Và đây, hiện tại là mình đang ở trong cái gọi là cái buổi họp mặt giống y chang như trong Among Us luôn. Thì với những bạn nào mà đã quen thuộc rồi ấy, thì nó sẽ có một cái nút emergency giống như là cái nút báo động ở giữa khi mà những bạn nào mà muốn báo cáo hay là bị truy đuổi bởi Betrayer nè, thì các bạn chỉ cần bấm vào nút đó rồi mọi người sẽ họp mặt như thế này để mà vote thôi. Thì nó khá là giống như trong Among Us rồi, thay vì là các bạn sẽ có một cái bảng để các bạn vote đúng không? Thì các bạn phải ấn vào trong người của cái người chơi đó để mà vote người chơi đó. Thì hiện tại là mình đã chết rồi nên là mình không có vote được, nhưng mà mình có thể là coi được những cái cuộc trò chuyện ở đây. Và trong game này có hỗ trợ chat chat voice nữa nha, nên là các bạn cũng không phải lo. Đây là một cái map của cái đây là cái map của cái gọi là cái map này, kiểu như là cái các bạn thấy cái khung nó khác biệt so với lại cái khung hồi trước và làm hoàn toàn khác luôn. Có thể là thay đổi cái cách chơi cũng như là đa dạng hơn cái phong cách chơi, và cái task nó cũng khác, cho nên là nó sẽ thú vị hơn rất nhiều so với việc mà những cái task nó giống nhau. Đó, vừa một bạn vừa mới bị vote đi rồi đó. Và đối với lại Betrayer thì nó sẽ có những cái sabotage khác nữa, và nó khiến cho crewmate sẽ phải gọi là chắc chắn phải đi sửa cái đó, tại vì nếu không thì sẽ mất người, không phải là mất hết, kiểu như là sẽ không phải là chết hết á, nhưng mà sẽ là mất một hai người. Nên là những cái crewmate phải để ý trong cái việc mà sửa những cái sabotage của Betrayer nha. Thì đó, đó là tất cả những gì của tựa game này. Thì tựa game này thực ra nó cũng là khá giống với Among Us rồi, nên là mình không có gì để khai thác nhiều hết, nên là các bạn phải tự trải nghiệm để có thể biết được cái cảm giác khi mà chơi cái tựa game này cùng với Among Us nó khác biệt như thế nào. Và mỗi tựa game nó đều có một cái gọi là cái thú vị khác nhau, nên là các bạn hãy trải nghiệm thử nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt. We'll be right back.